có cần phải hành động để tạo hiện không? Sorry mọi người, mình đang mọc răng khôn cho nên là mình nói nghe hơi bị dở hơi ấy. Đấy thì đương nhiên là mình sẽ cần phải hành động để tạo hiện rồi. Đương nhiên là mình làm cái lô gì mình cũng cần phải hành động rồi ấy. Nó không chỉ riêng về cái việc tạo hiện đâu mọi người. Đấy thì nhưng mà cái cần hành động ở đây là như thế nào, là kiểu mình affirm một cái gì đấy xong rồi mình bắt buộc là mình phải hành động để nó mới có thể xảy ra được cái kết quả của mình ấy, thì nó sẽ không. Ví dụ như gọi là mình affirm cho crush nhắn tin cho mình đi, xong tự dưng mình lại đi mình đi bắt chuyện với crush trước, bởi vì là khi mà mình hành động như thế mình sẽ bắt nguồn, mình sẽ nó sẽ xuất phát từ cái trạng thái là mình sợ là crush sẽ không không nhắn tin cho mình trước, cho nên là mình mới phải hành động. Đấy thì tất cả những cái hành động mà nó bắt nguồn từ cái trạng thái như thế thì nó sẽ không có tác dụng với cái việc tạo hiện của mình. Mọi người hiểu không? Bởi vì là tất cả những cái hành động của mình ấy, mình làm những cái gì nó phải bắt nguồn từ cái trạng thái như thế nào đấy. Mọi người hiểu không? Ví dụ như kiểu là mình affirm là mình nhiều tiền này, đúng không? Xong rồi kiểu là mình thì bây giờ là mình đang ly te đi, mình đang live in the end đi, mình đang kiểu sống ở tận cùng, kết quả là mình đang nhiều tiền đi đúng không? Thì kiểu mọi người sẽ logic là kiểu người nhiều tiền thì phải tiêu tiền đúng không? Xong rồi bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình ép bản thân là phải đi tiêu tiền như người giàu đi, đúng không? Để mình giàu thì cái đấy nó lại sai. Bởi vì là mình chỉ cần sống ở trong cái trạng thái là mình đã có được cái tạo hiện thôi. Mọi người hiểu không? Chứ mọi người không không cần bắt buộc phải hành động. Còn những cái hành động nào là nó bắt buộc như kiểu là mình affirm cho crush nhắn tin cho mình thì đương nhiên là mình phải trả lời tin nhắn của nó rồi đúng không? Đấy thì những cái hành động như thế. Còn những cái hành động nào mà kiểu nó như kiểu là nó từ cái linh cảm của mọi người ấy, kiểu nó tự dưng mọi người nổi hứng lên, mọi người làm cái này làm cái kia ấy, mọi người hiểu không? Đấy thì cái đấy thì nó sẽ là cái hành động cần thiết để thực hiện, để đạt được cái tác hiện của mình ấy, mọi người hiểu không? Đấy, ý là, hoặc là kiểu là thì mọi người affirm là công việc của mình đi, cái việc mà mình đang làm, cái job của mình ấy đấy, nói chung là cái nghề nghiệp của mình đấy, nói chung là kiểu cái công việc của mình là nó thuận thuận lợi đúng không? Thì đương nhiên là mọi người phải làm việc rồi thì để nó mới thuận lợi được chứ đúng không? Mọi người hiểu không? Ý là gọi là nói chung là cái quan trọng là mọi người hành động xuất phát từ cái trạng thái như thế nào, mà hiểu không? Nếu mà mọi người hành động xuất phát từ cái trạng thái là kiểu mọi người nóng vội chẳng hạn, hoặc là kiểu mọi người đang rất là nôn nao muốn có luôn, bởi vì là nếu mà không có luôn thì nó sẽ không chứng tỏ được là lực giả định là có thật các thứ, thì những cái hành động đấy thì nó sẽ lại chỉ mang lại cái kết quả ngược thôi, bởi vì cái hành động đấy nó xuất phát từ cái trạng thái không có tốt ấy, mọi người hiểu không? Thế gọi nó bắt nguồn từ cái trạng thái ngược, bắt nguồn từ cái trạng thái là mình sợ mình không có được nó, thì có nghĩa là mình sẽ không có được nó, bởi vì là cái trạng thái, cái hành động, cái suy nghĩ, cái tất cả những cái gì mà mình làm nó xuất phát từ cái trạng thái nào thì những cái điều đấy nó sẽ manifest. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu ý này, còn mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Ý này, ví dụ như kiểu là mình sẽ nói chuyện với người ta, bởi vì là cái hành động mình nói chuyện với người ta ấy, nó xuất phát từ cái trạng thái là mình sợ mất người ta, thì cái việc mất người ta nó sẽ xảy ra ấy, mọi người hiểu không? Bởi vì nó xuất phát từ cái trạng thái đấy, mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không ạ? Mình đã mọc ra khôn cho nên là nó nghe hơi bị ngu, nhưng mà kiểu gì mọi người cũng sẽ hiểu thôi ấy. Ở đấy đấy thì đấy nó chỉ có thế thôi. Mình đang định nói cái lộn gì nào, à cái việc tạo hiện ấy nó không phải là kiểu mình ngồi một chỗ và mọi thứ nó sẽ đến với mình một cách kiểu là tự động, mà hiểu không? Kiểu là ý là mình không cần phải làm gì cả, nó cũng đến với mình. Nghĩa kiểu là mình chỉ cần ngồi im một chỗ nhá, theo nghĩa đen nhá, theo nghĩa đen nhá, là kiểu mình chỉ cần ngồi một chỗ, mình ngồi im thế thôi, qua ngày mình cứ chết dí ở trong phòng chẳng hạn, mình không cần phải làm gì đúng không, thì mọi thứ nó sẽ đến với mình. Thì nó không phải như thế. Cái tạo hiện ở đây nó như kiểu là nó giúp mình làm mọi thứ một cách dễ dàng, như kiểu là mình không làm gì ý, mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Ví dụ như kiểu là mình affirm là mình thông minh đi,
mình affirm là mình thông minh này, mình đọc cái gì cũng hiểu, thì cái lúc mà mình đọc những cái tư liệu mà nó khó hiểu so với mọi người ấy, mình lại cảm thấy như kiểu là mình đang đọc một cách rất là bình thường, nên kiểu nó đéo có gì để mà khó hiểu cả ấy, mà hiểu không? Đấy, chứ nó không phải là, chứ không phải là kiểu mình ngồi im một chỗ rồi là mình không cần phải cử động gì cả, mình không cần phải cử động bây giờ theo nghĩa đen nhá, nghĩa là kiểu là mình ngồi một chỗ rồi kiểu mình không cần cử động gì, xong rồi là tất cả mọi thứ nó vẫn sẽ đến với mình. Thật ra thì kiểu cái chuyện đấy nó sẽ nó có thể xảy ra thôi, nhưng mà đéo ai muốn sống với cuộc sống mà kiểu cứ chỉ ngồi im một chỗ xong rồi kiểu là đợi mọi thứ nó đến, mọi người hiểu không? Nghĩa là kiểu là suy nghĩ nó cũng là một hành động của mọi người, mọi người hiểu không? Đấy thì thật ra thì kiểu mình cũng lười bách cái lồn ấy, cho nên là kiểu mình cũng không đi ra ngoài nhiều, nhưng mà kiểu nói chung là mình vẫn hành động các thứ, đúng không? Đấy, như ví dụ như kiểu là mình rep tin nhắn cho mọi người này, hoặc là kiểu là mình quay video này, xong kiểu mình edit các thứ đấy cũng là một hành động bằng kiểu. Nhưng mà đối với mình thì nó sẽ cảm giác như kiểu là mình không làm gì cả, bởi vì những cái điều đấy mình làm là nó sẽ rất là dễ dàng bách lồn rồi kiểu đấy, mọi người hiểu không? Chứ không phải là kiểu mình ngồi không, hoặc là kiểu là mình manifest cho có dai theo đi, đúng không? Có người này người kia theo đuổi mình đi, xong rồi kiểu là mình không bao giờ mình read tin nhắn của người ta dù chỉ là một câu đi, xong rồi kiểu mình không bao giờ mình phản hồi, mình không bao giờ mình tương tác với người ta ấy, thì làm sao mà người ta theo đuổi mình được? Bị điên à? Dở hơi không? Tôi biết kiểu là người ta sẽ phải kiểu độc thoại một mình ở trong cái inbox tin nhắn của mình chẳng hạn, đấy thì làm sao mà người ta theo đuổi được? Logic lên một tí đi chứ. Thì lúc mà mình manifest ấy, thì mình phải vừa logic, mình phải vừa không logic, mọi người hiểu không? Đấy, kiểu cái lúc mà mình affirm ấy thì mình cứ affirm kiểu phi logic là được thì được, còn cái lúc mà kiểu mình lý luận này kia ấy thì mình cũng phải cần logic một tí, mọi người hiểu không? Chứ không phải là kiểu cứ bừa phứa thế. Đấy thì thôi, thì cảm ơn mọi người nha. Em ơi, sao video này nói hiền thế, tởm. Dạo này có nhiều kiến gió bắt nó khó chịu. Thế thôi, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Nếu mà ai gặp khó khăn trong việc tạo hiện thì mọi người có thể đăng ký code với mình nha. Link in the bio. Có 3 code này mọi người.